Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn viết một cái chương trình C cộng cộng đầu tiên. Thì cái ngôn ngữ C cộng cộng ở những cái bài giảng trước thì mình đã giới thiệu tổng quan rồi và bây giờ nó cũng đang rất rất là phổ biến. Và một số công ty công nghệ lớn thì hiện tại vẫn đang dùng cái ngôn ngữ này. Vậy thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cái cách viết một cái chương trình đầu tiên chạy bằng ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Và cái thứ mà các bạn cần phải có đó là phần mềm lập trình. Ở đây mình dùng DevC hoặc là Visual Studio, hai cái đều được. Vậy tuy nhiên thì hôm nay mình chỉ giới thiệu về cái cách mà viết chương trình trên Visual Studio thôi, chứ DevC là coi như là ở cái môn mà lập cơ sở lập C thì các bạn cũng đã quen rồi, do đó là mình không có nói lại nữa. Bây giờ thì mình vào Visual Studio. Ở đây là mình dùng bản 2015 chứ những cái bản càng về sau nó càng nặng. Mình dùng bản 2015 cho nó ổn định. Đây. Các bạn vào file New Project. Các bạn chọn Visual C++ là Visual C cộng cộng á. Đấy. Các bạn chọn Windows. Không phải. Win32 chứ, Win32. Win32 các bạn chọn Console Application. Rồi các bạn bấm Browse để tìm để xác định cái vị trí mà lưu cái file code của mình. Ở đây là mình lưu sẵn vào ODF luôn. Và ở đây là họ tích sẵn cái create directory for solution, có nghĩa là khi mà mình tạo một cái project là nó sẽ tạo cho mình một cái folder luôn cho mình dễ quản lý. Ở đây là mình đặt là chương trình đầu tiên. Đây, nó tự đặt luôn. Mình đặt tên là cái solution nó tự động đặt cho mình. Đây. Vậy thì mình tích cái này thì sẽ xem chuyện gì xảy ra. Mặc định nó được tích sẵn. Các bạn không cần quan tâm cái này, các bạn chỉ finish thôi. Đây. Chạy hơi lâu. Ok, được rồi. Bây giờ mình vào trong ODF của máy tính mình nhé. Đây là cái thư mục có tên là chương trình đầu tiên, nó sẽ lưu ở đây. Khi mà mình tích vào cái create directory là nó sẽ tạo cho mình một cái thư mục và nó chứa hết tất cả những cái solution nó nằm ở đây. Những cái solution và những cái source code của mình nó nằm ở đây cho nó dễ quản lý, với lại nó không có bị tràn cái dung lượng lưu trữ, với lại lưu trữ nó dễ dàng hơn. Đây. Nó sẽ ra sẵn cho chúng ta cái này, bây giờ chúng ta viết thôi. Thư viện IO Stream là thư viện ra vào thì bắt buộc. Phải sử dụng namespace std. Nếu như mà không dùng std thì tí nữa mình sẽ nói sau. Bây giờ mình chỉ viết count thôi. Hello everyone. Viết thêm một cái lệnh dừng màn hình nữa là xong. Một số cái IDE nó không có cái lệnh dừng màn hình cho mình thì mình phải viết cái lệnh dừng màn hình. Ví dụ như DevC là nó có cái lệnh dừng, nó tự động nó dừng màn hình cho mình luôn rồi, thì mình không cần phải, do đó là mình không cần viết thiết, mình phải viết cái system này. Tuy nhiên thì một số cái Visual Studio đời cũ nó không có, do đó là mình phải viết cái hàm mà để dừng màn hình để xem kết quả. Vậy thì mình giải thích luôn tại sao mình phải dùng cái STD này. Bởi vì là mình dùng cái STD ở đây thì cái hàm cao này nó mới có nghĩa. Bởi vì là cái hàm cao nó nằm trong cái namespace standard, là cái namespace chuẩn của C cộng cộng. Thế thì mình bỏ cái using namespace đi thì nó sẽ như thế nào? Đây nó bị đỏ bởi vì là cái hàm cao là nó hồi nãy mình giải thích rồi. Vậy thì nếu như mà không có namespace thì làm thế nào để sử dụng hàm cao, thì phải gõ std vào. Gõ vô hai chấm. Đây. Bởi vì nó nằm trong namespace rồi, là do đó là phải thêm nó vào. Và cái cấu trúc chung đó là namespace hai chấm cái tên phương thức hoặc là cái tên hàm. Đấy là cái cấu trúc chung. Xong bây giờ mình chạy nhá,
không cần quan tâm debug hay release. Và cái x86 này nếu như mà máy bạn 64 bit thì bạn chọn 64, còn máy bạn 32 thì bạn chọn 86 thôi. Ở đây máy mình là 64, 64. Bây giờ mình bấm cái nút debugger để mình chạy. Yes. Nếu như mà muốn cho nó tự động nó build khỏi cần phải ra cái hộp thoại này thì các bạn chọn Do not show this dialog again và các bạn bấm Yes. Tuy nhiên thì trước khi mà muốn cho nó chạy được thì các bạn phải lưu. Và lời khuyên của mình là tần suất lưu là cứ 2 phút các bạn bấm Ctrl S một lần để cho nó khỏi mất bài cũng như là nó lưu dữ liệu một cách thường xuyên. Đây nó chạy hơi lâu. Hello everyone. Vậy là chương trình đầu tiên viết bằng ngôn ngữ C cộng cộng mình đã giới thiệu qua và mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà viết cái chương trình đầu tiên rồi. Vậy thì hy vọng là các bạn có thể viết một cái chương trình đầu tiên bằng ngôn ngữ C cộng cộng một cách dễ dàng theo như cái video mình đã hướng dẫn. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.